tham dự buổi thi sáng nay. Sáng nay chúng ta có 15 đội ở lứa tuổi 1 của các trường tiểu học. Sau khi tất cả các đội tham dự, sau đây là phần công bố kết quả của buổi thi sáng nay. Ở lứa tuổi 1, chúng ta có 6 đội được lọt vào vòng chung kết. Kết quả hạng 6, trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, quận Tân Bình. Hạng 5, trường tiểu học Hoàng Minh Đạo, quận 8. Hạng 4, trường tiểu học Kỳ Đồng, quận 3. Hạng 3, trường tiểu học Phan Văn Trị, quận 1. Hạng 2, trường tiểu học An Hội, Gò Vấp. Và hạng nhất, trường tiểu học Nguyễn Thị Định, quận 2.